chỉ 3,9 tỷ, quý vị sẽ sở hữu ngay một căn hộ thuộc khu căn hộ Him Lam Riverside, phường Tân Hưng, quận 7. Căn hộ này có diện tích 78m². Đây là hình ảnh bên trong căn nhà nhé. Nhà mình đây, cửa mình là khóa từ này. Cửa nhà mình khóa từ nha các bạn. Căn hộ này ngày hôm nay mình giới thiệu đến các bạn là căn hộ nằm trong khu căn hộ Him Lam Riverside, phường Tân Hưng, quận 7. Đây là không gian phòng bếp. Bếp của mình đã có lò vi sóng kiêm lò nướng nha các bạn. Mình có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, quạt hút mùi và bếp điện từ. Bếp của mình là tông màu trắng nha. Ở vách bếp đây mình đã ốp kính này, rất sạch sẽ. Chị chủ nhà sẽ để lại cho mình toàn bộ nội thất, nhà full nội thất. Giá chị gửi mình bán với giá là 3,9 tỷ. Đây, căn hộ này có diện tích là 78m². Nhà thiết kế là 2 phòng ngủ, 2 toilet và lô ra phơi đồ đây nha các bạn. Đây lô ra phơi đồ. Cái phòng lô ra phơi đồ của mình đây thì là nhìn xuống khuôn viên hồ bơi nha các bạn. Đây mình nhìn xuống là dưới này là dưới hồ bơi nha. Và tiếp theo chúng ta cùng đi ra tham quan khu vực phòng khách. Phòng khách của mình khá là rộng. Chị sẽ để lại cho mình toàn bộ nội thất như này nha các bạn. Mình có kệ tivi này, tivi, sofa. Ở phòng khách mình có máy lạnh nha các bạn. Phòng khách của mình khá là rộng. Khuôn viên phòng khách đây của mình là ngồi từ phòng khách mình sẽ nhìn ra phòng bếp nha các bạn. Đây ngoài đây mình có một toilet ngoài phòng khách. Toilet này dùng chung cho phòng khách nha. Ở toilet đây thì mình có một cái cửa sổ để nhìn ra ngoài phòng phơi đồ. Và đây mình có vách kính chắn nước nha các bạn. Đây là mình hai phòng ngủ này, hai phòng ngủ kế nhau nha. Phòng ngủ này thì mình không có toilet nhưng mình có ban công. Chị chủ nhà sẽ để lại cho mình tủ quần áo và giường. Đây là bên trong phòng ngủ. Căn hộ này có diện tích là 78m². Thiết kế là một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ và hai toilet. Nhà có ban công nha các bạn. Đây là ngoài ban công của căn phòng. Ở ban công đây thì các bạn nhìn xuống dưới đây là khuôn viên khu vui chơi và hồ bơi nha các bạn. Đây là dưới hồ bơi và sân chơi. Dưới này là khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 nha các bạn. Và đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ này thì mình có toilet và mình có hai cửa sổ nhá. Cửa sổ đây thì là nhìn ra cái khoảng không giữa hai tòa nhà. Chỗ này gọi là giếng trời. Và cửa sổ bên này thì mình nhìn xuống hồ bơi. Đây cửa sổ đây mình nhìn xuống hồ bơi nha các bạn. View rất là đẹp. Đây mình có tủ quần áo này. Trong đây mình có toilet trong phòng ngủ nha các bạn. Giá căn hộ này chủ nhà gửi mình bán với giá là 3,9 tỷ. Full nội thất. Để lại toàn bộ nội thất như trên video mình quay nha các bạn. Nếu các bạn quan tâm vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại ở trên góc màn hình 0988136639. Nếu các bạn thấy video mình hữu ích nhớ cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn.